Bệnh lý võng mạc xanh non là một bệnh lý tăng sinh tầng máu ở võng mạc ở trẻ xanh non. Đây là bình thường của trẻ và đây là tình trạng tầng máu tăng sinh võng mạc ở trẻ đến non, và đây cũng là một hình thái khác của bệnh lý võng mạc xanh non. Đây là hai hình thái nặng nhất của bệnh lý võng mạc xanh non. Với bệnh lý này chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ để cứu bé không bị bong võng mạc, và với bệnh lý trên chúng ta có 36 tiếng, 36 đến 8 tiếng hồ để cứu nó. Thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ trẻ sinh non vào năm 2010 là 184.000, và tỷ lệ trẻ, đây là tỷ lệ sinh non mà mắc ROS, cái gì là tỷ lệ mất thị lực nghiêm trọng do ROS là 20.000, như vậy thì tỷ lệ thống kê là 9%. Và khu vực có nhiều trẻ sinh non và mắc ROS đó là Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á và Đông Âu và Mỹ Latin. Cũng năm 2010 thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì là số lượng trẻ sinh non tại Việt Nam là 138.000, và cái số liệu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, tỷ lệ mắc ROS ở trẻ sinh non là khoảng 30%, 30% của 138.000. Như vậy thì chúng ta có khoảng gì là khoảng trên 40.000 ca mà mất thị lực, 9%, như vậy mỗi năm là khoảng 3.600 trẻ bị mù do đó nếu chúng ta không phát hiện được kịp thời. Và trong nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Như Hơn á, thì ở trẻ dưới 10 tuổi mà bị mất thị lực do đó là chiếm tỷ lệ là 30%. Do đó ROS là một cái gánh nặng về kinh tế và xã hội cần được nhiều ban ngành quan tâm. Ở đây là một cái cuộc họp giữa tổ chức ROS VN và ban giám đốc của bệnh viện Nhi đồng 1 trong vấn đề mà hỗ trợ giúp đỡ cho trẻ ROS điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1. Ngày càng kỹ thuật hồi sức cấp cứu ngày càng phát triển thì dẫn đến là cái trẻ sinh non cứu sống ngày càng nhiều, thậm chí bây giờ là có thể là bé sinh ra là 400-500 gram là cứu sống rồi, tuổi thai 24 tuần là cứu sống rồi, và do đó cái tỷ lệ mắc ROS nó sẽ càng gia tăng. Và để đối với tình trạng mà trẻ ROS ngày càng gia tăng thì cái tầm soát và điều trị tốt về ROS sẽ giảm cái tỷ lệ mù do ROS. Thống kê của bệnh viện Nhi đồng 1 từ thời điểm 2004 đã bắt đầu triển khai tầm soát và điều trị ROS tại bệnh viện Nhi đồng 1. Từ 2004 cho đến nay, tổng số lượng khám hiện giờ đã đạt tới là 158.125 ca, 158.125 lượt khám, và tổng số bệnh nhân điều trị ROS từ 2004 cho đến nay đã được là 8.521 ca đã được điều trị. Trong đó điều trị bằng Avastin đã được là 1.620 ca điều trị Avastin. Đây là quá trình phát triển từ bước ban đầu tầm soát điều trị ROS cho đến nay. Vào thời điểm 2004, tổ chức OMIS đã huấn luyện và điều trị cho các bác sĩ của Việt Nam tại bệnh viện Nhi đồng 1 được tầm soát và điều trị ROS. Đến 2011, bệnh viện Nhi đồng 1 đã tự túc được trong vấn đề huấn luyện và đào tạo cho các bác sĩ tuyến dưới trong vấn đề tầm soát và điều trị ROS. Đến năm 2016 là cột mốc từ khi bác sĩ Jenny và tổ chức ROS VN vào Việt Nam và phối hợp với bệnh viện Nhi đồng 1 trong vấn đề là 2016 là kết hợp với bác sĩ Jenny để chẩn đoán và điều trị những ca ROS, và tổ chức ROS VN là hỗ trợ cho các bệnh nhân ROS điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi đồng 1. Đến năm 2017 là bệnh viện Nhi đồng 1 và phối hợp với bác sĩ Jenny tổ chức thành công cái hội nghị ROS quốc tế là đầu tiên tại Việt Nam, và bắt đầu là ứng dụng thí điểm tiêm Avastin tại bệnh viện Nhi đồng 1. Cho đến năm 2018 từ ứng dụng thí điểm tiêm Avastin kéo dài từ 2017 đến 2018, sau đó là sẽ lấy giấy chứng nhận vào đầu năm 2019 là được phép Sở Y tế cho phép tiêm Avastin tại bệnh viện Nhi đồng 1. Tại thời điểm giữa năm 2017 thì bệnh viện nhận được cái máy rất là quan trọng trong vấn đề mà nghĩ hết, đó là cái máy Paracam để chụp đáy mắt,
Khi có hình ảnh này rồi thì xin giấy phép cuối cùng sở chấp nhận cho phép bệnh viện Dường 1 được tiêm vaccine. Và tổ chức Radian trao tặng một cái máy đo nhãn áp Tonopen cho khoa mắt bệnh viện Dường 1. Cho đến nay 2020 thì tổng số ca khám sàng lọc là 2862, điều trị laser là 44 ca và Abaxin là 241 ca. Một trong những hoạt động nổi trội của bệnh viện Dường 1 đó là huấn luyện và đào tạo cho tuyến trước. Thì những chấm đỏ trên này là các bác sĩ đã được huấn luyện tại bệnh viện Dường 1 từ năm 2011 cho đến nay, kéo dài từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Trong đó điều trị huấn luyện cho Huế được 3 bác sĩ, Bình Định 2 bác sĩ, Quảng Ngãi 2 bác sĩ, Di Đồng thành phố là 3 bác sĩ, Di Đồng 2 là 1 bác sĩ và Cần Thơ là 2 bác sĩ. Trong đó các bác sĩ huấn luyện về điều trị là Huế huấn luyện laser và Austin là Huế là 2 bác sĩ, Bình Định là 2 bác sĩ dùng laser, Đồng Nai 1 và Cần Thơ là 2 bác sĩ. Thì hiện giờ là như một là có 6 bác sĩ có thể thực hiện là tiêm vaccine nội nhãn và đã huấn luyện cho bên như đồng hai là một bác sĩ về điều trị laser. Hoạt động điều trị là bệnh viện Dường 1, tất cả những bệnh nhân có cân nặng 1800 gram tuổi thai dưới 33 tuần hoặc là những bệnh nhân mà có bệnh lý kèm theo ví dụ như là siêu hấp, thở oxy hoặc là thiếu máu như mình biết, thì cái tuổi cái tiêu chuẩn được nâng lên là cân nặng là 2000 gram và tuổi thai là 34 tuần và cái thời điểm khám là 34 tuần sau sinh hoặc là 31 tuần tuổi thai tùy theo cái điều kiện nào đến trước. Hoạt động khám sàng lọc tại bệnh viện Nhi đồng 1 thì sẽ được tiến hành tại hai phòng khám mắt và tất cả các khoa lâm sàng của bệnh viện Nhi đồng 1 có nhu cầu khám mắt sinh non để được khám tại giường. Và ở những bệnh viện khác, khoa mắt bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ hỗ trợ tại chỗ, đó là bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương khám định kỳ mỗi tuần. Ngoài ra tùy theo nhu cầu để có thể khám tại bệnh viện Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố hoặc là bệnh viện Nhi đồng gia đình. Về hoạt động điều trị thì tại bệnh viện một sẽ có sự phối hợp giữa bác sĩ mắt nhi, bác sĩ sơ sinh, bác sĩ gây mê nhi, khoa chống nhiễm khuẩn điều dưỡng và những thành viên của tổ chức Radian trong vấn đề hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị nội trú. Điều trị thì sẽ điều trị tại phòng mổ sơ sinh, điều trị laser là đã thực hiện từ năm 2004 dưới sự hỗ trợ của Obis và bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Điều trị anti-VEGF từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018 là làm thí điểm và đến tháng 1 năm 2019 là chính thức và được Sở Y tế công nhận cho phép tiêm Avastin nội nhãn. Về phẫu thuật cắt phế lẻ thể thì là sau khi hội chẩn với bác sĩ Jenny về những ca bao mổ mạc thì sẽ tiến hành hội chẩn tại bệnh viện 1, sau đó sẽ đưa bệnh nhân qua về để phẫu thuật bao mổ mạc. Đây là giấy phép cho phép bệnh viện 1 tiêm vaccine nội nhãn do Sở Y tế cấp và đã có một giấy khác nữa do Sở Khoa học Công nghệ Môi trường cấp. Đây là trang thiết bị tại bệnh viện Dường 1 để triển khai các hoạt động điều trị ROP tại bệnh viện trú. Đây là phòng mổ, đây là bộ máy laser để điều trị ROP, đây là bộ tiêm vaccine và các hoạt động có thể tiêm vaccine tại giường hoặc là hội chẩn tại giường. Đây là máy Paracam để chụp đáy mắt được tài trợ. Chính nhờ có máy này chúng ta có hình ảnh đầy đủ và có minh chứng cụ thể, từ đó mới thuyết phục được ban đốc sở y tế đồng ý cho bệnh viện Dường 1 tiêm Austin. Đây là hoạt động huấn luyện cho các bác sĩ ở tuyến địa phương dựa qua cái máy. Đây là hoạt động phòng chẩn tại giường. Đây là kết quả của điều trị thí điểm tiêm Austin vào năm 2017-2018 và được sở y tế chấp nhận. Đó là 166 mắt cho 83 bệnh nhân. Thì sau khi tiêm xong Avastin nội nhãn thì đã có 69% và gần 70% là thuyên là đã được chữa lành và 22% là giảm và sau đó quá trình theo dõi thì là cũng đã phát triển hoàn toàn luôn, tốt luôn. Chỉ có 2 mắt là chiếm 1,2% là bị bong võng mạc sau tiêm Avastin nội nhãn. Và trong quá trình theo dõi sau tiêm thì có 12 mắt tái tăng sinh mạch máu võng mạc cần phải được điều trị laser chiếm 72%.
Và cho đến nay thì những cái ca mà được tiêm mũi laser bổ sung là đã phát triển tốt luôn. Tính ra như vậy thì là cái thất bại sau khi tiêm là chỉ có 1,2% sau khi tiêm. Đây là mắt sau khi laser. Sau khi laser thì cái võng mạc bị bong. Còn đây là mắt sau khi tiêm Avastin. Hai mắt đều là ở vùng 1, tức là bị lý nặng võng mạc, mà nó ở vùng 1 thôi, dùng 1 thôi. Nhưng sau khi tiêm xong á, thì tiêm Avastin thì mặt móng nó bò ra tới chu vi, từ từ bò ra tới chu vi. Còn laser thì một số bị bong võng mạc. Đây là số liệu so sánh giữa cái phương pháp điều trị laser và anti-VEGF. Thì cái laser đó tiến hành từ tháng 5 2007 đến tháng 8 2007, số lượng là 72 mắt. Thì bị bong mất 14 mắt sau. Đây là thống kê những bệnh nhân nặng ở mạch máu ở vùng 1. Thì bị bong mất 14 trường hợp. Tức là chiếm tỷ lệ 19%, gần 20% là bị bong mất sau điều trị laser. Và sau khi tiêm anti-VEGF 166 mắt, chỉ bị bong có 2 mắt. Tỷ lệ bong thất bại là 1,2%. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy cái tỷ lệ thành công trong điều trị về giữ vững cấu trúc của mắt sau khi sử dụng hai phương pháp. Và tính từ 2017 đến nay thì cái số bệnh nhân ban đầu là điều trị màu xanh là điều trị laser, màu xanh dương là điều trị Avastin. Thì càng ngày thì cái số bệnh nhân điều trị laser càng giảm đi và số bệnh nhân Avastin sẽ càng tăng lên. Tương tự chúng ta sẽ thấy là cái số bệnh nhân bị bong võng mạc từ 2017 năm nó sẽ càng ngày càng đi xuống, cái số lượng bệnh nhân bong mạc càng thấp sau khi mình áp dụng cái Avastin. Và đây là bệnh nhân này, là ở đây nó có cái g trước khi tiêm là nó dọa bong rồi, sau khi mình tiêm xong thì cái băng máu từ từ nó bò ra chu vi luôn và cuối cùng là thành công. Cái này thành công mặc dù lúc đó là chuẩn bị bong võng mạc sau khi tiêm Avastin xong là nó phát triển tốt luôn. Còn bệnh nhân này là sau khi điều trị laser chúng ta thấy là cái võng mạc bị bong đây, mạc bong đây. Sau khi điều trị phẫu thuật và tiêm Avastin xong, sau đó là sẽ chúng ta sẽ khảo sát về cái khúc xạ của cái trẻ sơ non. Thì đây là cái khảo sát sơ bộ thôi, cũng chưa chi tiết lắm. Được kéo dài từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, tức là 6 tháng. Thì trên bệnh nhân tiêm Avastin là 63 ca, laser là 25 ca có tổng khúc xạ, và bệnh nhân không có điều trị, bệnh nhân sinh non không có điều trị là được 50 ca. Thì ở đây cái số mà bệnh nhân không có điều trị đó, thì chúng ta thấy viễn và viễn loạn, thì cái độ của nó dao động khoảng từ 0,5 đến 0,75 độ và nó không có đáng kể. Cái viễn của laser và cái viễn của Avastin nó cũng khoảng dao động từ 0,5 đến 1 độ, nó cũng là gần giống như của cái không điều trị. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa cận loạn và loạn, cận loạn và loạn ở Avastin laser so với bệnh nhân không điều trị cận và loạn chỉ chiếm nhỏ, trong khi đó có điều trị thì chiếm tỷ lệ lớn. Ở đây chúng ta sẽ chú ý theo dõi hai cái cận loạn của laser và Avastin. Thì khảo sát trên những cái bệnh nhân đó thì chúng ta thấy là bệnh nhân Avastin cận loạn dưới 1 độ nó chiếm là 37%, tức là độ nhẹ, và từ 1 đến 3 độ chiếm 26%, và cận trên 3 độ, cận loạn trên 3 độ chỉ 26%. So với laser thì cận loạn dưới 1 độ thì ít, nhưng mà trên 3 độ thì nó chiếm 54%, tức là cái cận loạn trên 3 độ của laser nó gấp đôi cái cận loạn trên 3 độ của Avastin. Và cái bất đồng khúc xạ của cái laser đó là 26%, chiếm gấp đôi so với bất đồng khúc xạ của Avastin. Điều đó cho thấy điều gì? Tức là về mặt cấu trúc ấy, thì cái tỷ lệ thành công của Avastin nó cao, thất bại chỉ 1,2%. Trong khi đó về mặt chức năng thì cái tỷ lệ mà cận nó cũng nhẹ hơn so với điều trị laser, tức là về mặt chức năng nó vẫn tốt hơn so với điều trị laser. Nhưng mà gì về phương pháp tiêm tiêm rất nhỏ nhẹ, nó có ưu điểm là nó thành công cao về cấu trúc và về chức năng đều tốt hơn so với laser. Về thách thức với cái số lượng bệnh nhân quá đông rock
không quá đông thì nó sẽ khó khăn trong quyết định quản lý và theo dõi và xử lý kịp thời. Từ năm 2019 nay thì chỉ mới có một bệnh viện di động Cần Thơ là đã triển khai được cái điều trị laser và RST sau khi như một phóng dịch, còn rất nhiều các bệnh viện khác chưa có tham gia hoạt động khám và điều trị đó. Và trong cái điều trị hiện nay thì bác sĩ mắt nhi là thiếu trầm trọng, bởi vì bác sĩ mắt nhi làm việc rất là cực nhưng mà thu nhập thì không cao. Tại hầu như các bác sĩ mắt khi ra trường không ai chọn là mắt nhi, đa phần là lấy cơ hữu từ các bác sĩ nhi khoa rồi đi cho học về theo về mắt để về khám để làm hoạt động mắt. Cái thực sự bác sĩ mắt mà ra là mắt nhi thì hầu như là không có. Thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa sản khoa và nhi khoa trong vấn đề phòng ngừa và điều trị gốc. Lấy một ví dụ đơn giản dễ hiểu là trong thành phố Hồ Chí Minh này thì có rất nhiều bệnh viện sản khoa, nhưng chỉ có hai bệnh viện nhìn thấy được cái tầm quan trọng đó, đó là bệnh viện Từ Dũng và Hùng Vương là hợp tác với nhiều một trong vấn đề khám sàng lọc, còn các bệnh viện sản khoa khác chưa xem trọng vấn đề này, ta không chú trọng vấn đề sàng lọc và điều trị gốc. Và vấn đề quá tải trong khoa nhi cũng gây những khó khăn trong vấn đề là thiếu thốn các thiết bị theo dõi và xử lý về oxy máu của bệnh nhân. Kiến nghị là chúng ta phải tăng cường hoạt động cái chương trình ROC quốc gia. Cái này là để cho nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo. Về bệnh viện sản khoa thì phải cố gắng để thực hiện các vấn đề sàng lọc và xử lý được đó bằng cách là đầu tư về trang thiết bị và nhân lực cho vấn đề khám và điều trị đó tại địa phương mình, tại cơ sở của mình, và tăng cường các phương pháp phòng ngừa bệnh lý của mặt sinh non bằng cách là giảm tỷ lệ sinh non và chăm sóc của bé sinh non điều kiện càng tốt hơn. Và cái cuối cùng là cần phải tăng cường truyền thông giáo dục bệnh lý về võ mạch sinh non cho cộng đồng, từ đó biết nguy cơ và phòng chống vấn đề bệnh lý gốc.